Con dạ ông bà cô chú. Nay con làm gì đó? Dạ nay con thui thùng quà của mẹ gửi về. Xin chào cả nhà, bữa nay mình mới đi nhận đồ về cả nhà. Bà xã nghe ba bệnh cho nên là cũng mua ít đồ gửi về cho đồ ba để bà ăn. Thì bây giờ chuẩn bị khui. Giao giao cho nó nè. Đây nhà mẹ như mẹ Quỳnh khui giùm. Xin chào đại gia đình yêu thương của mình nha. Hôm nay Ly nó gửi đồ về để cho ba nó bệnh, nó gửi đồ về cho ba nó uống với ăn. Có hai thùng đó nha, đồ ăn với lại đường cho ba. Rồi cái gì nữa không nhớ nữa, bà không có nói mà mình không nhớ. Đây là cái này là mập hay gì với cái gì mập cái hạt này để cho bà ăn, nấu bà ăn hay nè. Cái gì mình cũng không biết nhưng mà nó nói là nó cũng có hỏi người ta bển là ăn tốt lắm đó cả nhà. Này nên tốt cho người tiểu đường đó nha. Cho nên nó mới mua đem về gửi về cho ba nó ăn. Vậy mà đóng hai thùng không? Rồi, tiếp tục thùng thứ hai. Ly nói đúng ra là nó cũng thương gia đình mình lắm cả nhà ơi. Coi chứ về ở thời gian mấy tháng thì cũng hiểu biết được gia đình. Nó cũng thương yêu gia đình mình. Cũng thương yêu Quỳnh. Trời ơi, nhiều quá hả? Nhiều quá chừng luôn. Ủa, này bà ăn biết chừng nào cho hết cái này. Gửi lần thì mốt khỏi gửi nữa. 6 bịch, mỗi 3 bịch, 1 bịch nữa. Cái này là cái gì đây? Đường nè. Cái này đường cho người tiểu đường đó cả nhà. À, cái này sữa. Này đường dành cho người tiểu đường. Cái này sữa. Mình sữa của nhà Quỳnh. Cảm ơn mẹ đi. Quỳnh, cảm ơn mẹ đi con. Mẹ mua sữa cho con. Này là bánh kẹo gì á? Kẹo. Wow. Kẹo. Này là quà của nhà Quỳnh. Ủa hình như là kẹo này là để cho ba ăn nè. Ba nghe sợ ba bị tuột đường ha. Mà ba mới là sợ tuột đường ngậm cục. Cái này là cái gì ta? Cái bánh nữa nè. Cái này phải hỏi mới được chứ. Này này là đường. Bánh này cả nhà ơi. Là mấy cái à, cái này cũng có quà cho mẹ nữa nè. Mật ong. Cái này là mật ong. Mật ong cho mẹ. Ở đây mình cũng thích mua mật ong lắm cho nên con mình nó dặn mẹ đừng có mua, để con mua con gửi về, mà mình cũng không biết chừng nào mà bữa nay gửi về nè cả nhà. Coi như quà của ba, quà của mẹ, rồi quà của nhà Quỳnh. Trời ơi, đã đời luôn, mẹ mừng lắm. Tới ba chai mật ong. Mẹ này thùng thùng gì đây nè? Như xà bông hay sao? Xà bông giặt đồ hay sao? Đúng rồi, xà bông giặt đồ. Bịch đường nó chảy ra nè ba. À, bịch đường có bịch đường nó bị bể hả? Nếu mà bịch đường đúng rồi. Thôi cái nó xà bông khỏi khui mày. Phải không? Xà bông nhặt đồ. Đó, bịch bịch đó. Đâu? À. Ừ, xà bông nhặt đồ. Ok, tôi đại câu rồi phải không? Mẹ cũng nhìn cái hộp là biết rồi. Tò mò cũng không biết cái gì. Để mình khui ra nha Quỳnh ơi, nha cả nhà ơi, khui thử cái gì chứ mình không biết cái gì, hay kệ cũng đại ra. Quỳnh ơi, mẹ rửa sữa và gán uống luôn nha. Nha. Con có cảm ơn mẹ chưa? Con cảm ơn mẹ mua cho con sữa. Ủa? Sao con? Kéo mạnh lên. Sữa bông nhập đồ. Cái viên viên nè. Thì đó. À, mẹ không biết cái gì á con. Mẹ tháo rồi coi. Đúng rồi, trời ơi, trời ơi, trời luôn. Cái rồi. Hạt này để hồi hỏi lại để nấu làm sao, nấu cho ba ăn. Ăn cái hạt này tốt chứ nè. Organic là tốt. Nó mua đường cho ba nữa nè. Kẹo này để khi nào bị tuột đường thì ngậm vô viên. Đường
đường cho ba đặng ba, ba ăn đường này. Ăn đường này để dành cho người tiểu đường. Rồi sữa Nhã Quỳnh. Sữa của Nhã Quỳnh. Trời ơi, mua đồ cho ba nhiều quá. Rồi. Cả nhà ơi, hôm hổm nay Quang cũng tạm nghỉ mấy hôm mà không có làm biết với cả nhà cũng thông cảm nha, tại ba của Quang bệnh cũng hơi nhiều nhiều, thành ra Quang cũng phải lo cho ba, thành ra cũng không có làm biết. À, mong cả nhà thông cảm, rồi mai mốt có clip thì cả nhà cũng ủng hộ giùm nha cả nhà. Đấy, bữa nay khui đồ quay cái clip ngắn cho cả nhà coi. Chứ hôm nay ba nó bệnh nhiều quá, cũng đi tới đi lui rồi không có làm clip được. Đấy, nhiều khi không quay cái mốt cả nhà quên hết nông dân. Cả nhà đừng quên nha. Tội nghiệp con mình nó cũng gửi đồ về thường lắm cả nhà ơi. Nó cũng yêu thương rồi cũng gửi đồ mình hoài à. Cái clip này hôm bữa bà xã đi chợ có quay mua, có quay cả nhà coi. Ngày hôm nay giờ về mới tới nè. Mẹ mình nhất mấy cái này nè. Mẹ cũng thích mua mà nó biết rồi nó mua cho mẹ cũng rất vui. Ông muốn mua lại. Mình nói nè, hộp gì cũng lâu dữ lắm luôn. Hộp kia chưa hết nữa kìa, tới hộp này nữa rồi. Cái hộp kia nó còn có bé lại cứ còn xíu rồi. Rồi thôi mẹ cũng cảm ơn. Phải con ráng uống vô nha. Cũng cảm ơn đại gia đình đã xem video này cũng ngắn chứ không có nhiều. Mong đại gia đình cũng thông cảm cho nhà mình nha. Bây giờ bữa ba nó hết bệnh rồi, Quang sẽ làm clip mới. Bye bye. Bye. Quỳnh nha, bye bye nha. Cảm ơn cả nhà nhiều, chúc cả nhà bình an. Xin chào ông bà cô chú, ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh ba con với mẹ con nha, ông bà cô chú. Bye ông bà cô chú. Ok rồi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Hẹn cả nhà video sau nha cả nhà. Vẫn là câu nói quen thuộc. Đúng rồi.